Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà giảm giá được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m và được cái chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Đông Nam của chế tràng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp. Và phía ngoài cũng được anh chị ở nhà trồng cho mình rất là nhiều những cái mảng cây xanh trang trí. Và mình có những cái mảng trần được anh chị ở nhà ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và cửa sổ để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và với căn nhà đang có hướng là hướng Đông Nam phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà cũng như con đường ở phía trước để khách hàng tham quan. Căn nhà mình thì nằm trên con hẻm rộng lên đến 5m, hẻm xe hơi xe tải để di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và chỉ với giá 7 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến 1 tỷ đồng để quý khách hàng mua ở và đầu tư cũng như mình mua cho thuê với căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để chiêm ngưỡng căn nhà đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm cửa cuốn với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với lại khoảng sân để mình để xe gắn máy. Thì căn nhà mình được các chị nhà thiết kế đưa hai lớp cửa ra phía ngoài này, thì bên trong mình vừa làm phòng khách và khu vực để xe gắn máy rất là rộng rãi và thoáng mát với hệ thống trần được các chị nhà thiết kế rất là đẹp. Và mình có đèn chùm cũng như hai bên tường được các chị nhà ốp gạch đá cao lên khoảng độ 1,5 m. Và phía bên tay phải căn nhà mình được các chị nhà đóng cho mình có một cái tủ để mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm. Và đây là khu vực không gian phòng khách ở phía dưới tầng trệt của căn nhà. Thì nếu gia đình mình có xe hơi thì mình để bên dưới này, thì phòng khách mình sẽ dời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn tạm thời mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt này mình làm phòng khách. Với không gian phòng khách bên trong mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa tặng kèm và kệ để tivi cũng như sàn nhà mình thì được đổ bê tông để gia đình mình để xe hơi vào bên trong, mình sẽ không sợ bị lún. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian cầu thang căn nhà. Thì với cầu thang căn nhà mình được thiết kế đi từ phía bên trong ra bên ngoài nên mình có thể để tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và đối diện cầu thang căn nhà mình thì có một cái tủ rượu được các chị nhà đóng rất là dài để mình có thể trưng bày những chai rượu và những cái vật phẩm trang trí của gia đình cũng như những cái huy hiệu cũng như huy chương rất là tuyệt vời. Và di chuyển vào bên trong là khu vực cầu thang căn nhà, thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương với hai tông màu đen và màu trắng. Cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình, tủ bếp quầy bếp căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Bên trong không gian phòng bếp thì mình có một bộ bàn ăn 6 ghế cũng được các chị nhà sắm sẵn để tặng kèm rất là đẹp. Và không gian phòng bếp thì được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ và thoáng mát. Phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng và trần thạch cao, cũng như mình có khoảng không gian để tủ lạnh khá là rộng, mình có thể để tất cả các loại tủ lạnh vào bên trong căn nhà. Và căn nhà mình thì được thiết kế nhà vệ sinh ra phía sau căn nhà, có một cái sàn rửa cũng như một cái giếng trời thông từ ở trên sân thượng xuống để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Cũng được các chị nhà ốp gạch đá rất là sạch sẽ và thoáng mát. Phía sau mình có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và chỉ với giá 7 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý nhà thì sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá gần như lên đến 1 tỷ đồng này. Căn nhà anh chị đang cần tiền cho nên là anh chị muốn bán trước Tết
Trước đây chị giảm giá xuống chỉ còn lại là 7 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng thôi. Với căn nhà đang được anh chị nhà giảm giá lên đến 1 tỷ đồng thì quý nhà hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình. Thế nên ta liên hệ về theo hai số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín ơi đón quý nhà hàng đi xem. Một căn nhà phải nói là cực kỳ rẻ nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với hãng xe Isuzu Mercedes và sát với là công viên làng hoa cũng như chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Với căn nhà được thiết kế có tầng lửng để gia đình mình có xe hơi mình bỏ phía bên dưới, phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng căn nhà. Còn tạm thời mình chưa có nhu cầu sử dụng để xe hơi thì mình có thể làm phòng khách, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình, kể cả phòng ngủ rất là tuyệt vời. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực, bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa cũng như kệ để tivi, và phía sau thì mình có cửa sổ mở ra khu vực phía ngoài lấy gió và một cái tủ rượu ở phía sau căn nhà. Được các chị nhà thiết kế rất là đẹp. Với căn nhà được thiết kế có tầng lửng rất là thoáng và rất là mát, cũng như bên trong không gian phòng khách thứ hai, phòng khách tầng lửng căn nhà mình cũng được các chị nhà gắn cho mình một cái máy lạnh lên đến 1,5 ngựa và mình có những bức tranh trang trí rất là đẹp, và mình sẽ di chuyển đến khu vực phía trước của căn nhà cũng như để khách hàng tham quan cũng như mình có thể nhìn từ phía bên trên xuống phía bên dưới rất là rộng rãi và thoáng mát. Và với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, cũng như bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2, lầu 1 của căn nhà. Mỗi lầu thì mình sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, được các chị nhà thiết kế rất là đẹp và chỉ với giá 7 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng thì quý nhà đang xem video thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình. Thế nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình thì nhà đất Hoàng Tín nói nhà đi xem. Một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến 1 tỷ đồng này. Và đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, được các chị nhà thiết kế rất là rộng rãi và thoáng mát. Với sàn nhà mình thì được lót gạch đá hoa văn gỗ rất là đẹp, và mình có một cái ban công ở phía trước rất là rộng. Cái ban công này rộng lên đến 1,2 m, 1,2 m đến 1,3 m, thế nên là rất là thoáng và rất là mát để thuận tiện gia đình ra bên ngoài vui chơi cũng như hóng mát. Và toàn bộ phòng ngủ căn nhà mình thì được các chị nhà đóng nội thất tặng kèm cũng như là lắp ráp hết máy lạnh tặng kèm. Với không gian nhà vệ sinh căn nhà mình thì bên trong mình có hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm, massage, gương soi rất là đẹp và được ốp gạch đá lên kín tường rất là thoáng mát. Di chuyển sang không gian phòng ngủ số số 2 của căn nhà, toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ sồi, sàn nhà mình được lót gạch đá hoa văn gỗ rất là đẹp, một cái hoa văn đá rất là bền, mình có thể là lau chùi rất là thoải mái, càng lau càng bóng. Và với không gian nhà vệ sinh cũng được thiết kế rất là rộng và đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón nhà đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến 1 tỷ đồng. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp và tặng kèm full nội thất bên trong. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính căn nhà mình là hướng đông nam, phù hợp với nhà hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và với căn nhà mình thì được thiết kế là 2 lầu, mình có 4 phòng ngủ thiết kế na ná giống nhau và đều có ban công cũng như cửa sổ để mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng. Thì quý hàng đang xem video cũng như đang quan tâm đến căn nhà giảm giá thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón nhà đi xem, cũng như để quý nhà mua ở và mua đầu tư nhưng mua cho thuê rất là tuyệt vời. Với căn nhà nằm tại trục đường Quang Trung thì mình có thể thuận tiện để di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung, và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 20 đến 25 phút, và mình về sân bay tầm cỡ khoảng 10 15 phút. Từ trục đường Quang Trung cũng như căn nhà mình thì nằm sát với lại trục đường Quang Trung và gần với lại chợ Hạnh Thông Tây, đối diện với hãng máy xe Isuzu Mercedes và gần với lại trường Nguyễn Công Trực Trung Trực và trường Lương Thế Vinh, thuận tiện để con em học hành rất là thuận tiện, và với rất là nhiều ở trường học cũng như
Chợ ở khu vực này rất là nhiều. Khu vực không gian phường 8 Gò Vấp mình có rất là nhiều trường học và mình cũng có rất là nhiều chợ xung quanh căn nhà mình. Và đặc biệt mình có hai cái công viên, cái công viên vừa vừa thì công viên phường 8 thì nằm sát căn nhà mình, và công viên của quận Gò Vấp thì cũng nằm sát với là căn nhà mình. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra công viên phường 8 thì tầm cỡ khoảng độ 100 m, và ra công viên quận thì tầm cỡ khoảng độ 200 m. Mình có thể đi bộ ra phía ngoài công viên để vui chơi và ống mát, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Bán kính xung quanh căn nhà mình khoảng độ trong vòng 1 cây số thì cũng là đầy đủ tiện ích như chợ và trường học cũng như công viên. Với căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất bộ với 4 phòng ngủ chính, và với cầu thang căn nhà mình được thiết kế lên đến 21 bậc và bậc tam cấp rất là thấp để thuận tiện cho gia đình di chuyển lên trên lầu, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và đây là khu vực phía trước căn nhà mình sẽ có khoảng sân rất là rộng được anh chị nhà thiết kế cũng như để mình có thể làm thêm phòng 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 thờ ở bên trong, thì nếu gia đình có nhu cầu thờ cúng thì anh chị sẽ làm thêm cho mình cái phòng thờ. Và di chuyển là khu vực phía sau thì mình sẽ đến với khu vực không gian phòng giặt cũng như sân phơi. Mình có một cái giếng trời ở khu vực cầu thang và một cái giếng trời ở phía sau căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Khu vực phía sau này cũng được anh chị nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng, lợp một nửa, và phía trên có gắn khung bảo vệ rất là kiên cố và chắc chắn. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại khách hàng trong những video tiếp theo.